Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt 35 triệu, tước GPLX 23 tháng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trong vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung. Đồng thời, cảnh sát cũng củng cố hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định. Sáng ngày 12 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị LHT, 36 tuổi, trú Quy, Tây Hồ, Hà Nội, về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn, quy định tại điểm A khoản 10 điều 5 nghị định 100. Công an làm việc với chị T bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, GPLX, 23 tháng từ ngày 11 tháng 3. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, chị LHT lái xe ô tô biển kiểm soát 30 giờ 119 20 di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Quy, Cầu Giấy, Hà Nội, xe ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè. Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt 35 triệu, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Hiện trường vụ tai nạn sau khi xảy ra va chạm, hai bên xảy ra tranh cãi khiến người dân hiếu kỳ tập trung rất đông. Nhiều người quay lại video và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và cho rằng chị T đã tự nhận mình là cháu của lãnh đạo Bộ Công an trong lúc tranh cãi. Nắm thông tin, đội cảnh sát giao thông số 6 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã có mặt để giải quyết. Qua kiểm tra, chị T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,573mg/L khí thở. Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã xác minh nhân thân và xác định chị T là lao động tự do, không phải đảng viên và hoàn toàn không phải cháu hay có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an như mạng xã hội lan truyền. Xem nhanh 12 giờ ngày 12. 3. Xử phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.